cuộc sống này cái vấn đề không phải là thoải mái hay là không thoải mái. Mọi việc thoải mái hay không là do mình. Mình chấp nhận sự việc thì tự nhiên nó bình an. Mình không chấp nhận thì tự nhiên nó thành ra khó chịu. Ví dụ như là mình ăn một cái tô mì người ta nấu ra cho mình ăn. Mình đi vô ngay trong nhà hàng mình kêu một tô mì nước, thì cái người nấu hơi mặn. Mình nói mặn quá, không ăn. Mình bỏ. Thì cho dù mình nói mặn quá mình bỏ thì cũng không có nghĩa là người ta không trả tiền mình. Mình vẫn phải trả tiền đủ. Cái vấn đề là tại mình không ăn thôi, chứ không phải người ta nấu có vấn đề gì cả. Vậy thì bây giờ mình muốn ăn cái tô mì mình lỡ nó quá lạ, nóng quá, quá mặn, thì chúng ta phải làm gì đó để cái tô mì của mình nó ngon theo cái khẩu của mình. Ví dụ như mình thêm miếng nước sôi, hay là mình vắt vào đó một lát chanh, hay là thậm chí mình bớt nó ra, làm sao đó để mình ăn cái tô mì ngon lành. Thì trong cuộc sống này cũng vậy, chúng ta sẽ thường gặp những cái cảnh hay là người mà làm cho mình khó chịu. Làm cho mình khó chịu. Và cái vấn đề là chúng ta phải làm sao thực tập để mình vẫn nhẹ nhàng thích ứng được với cái hoàn cảnh đó. Cho nên cái vấn đề là chúng ta tập thích ứng. Thí dụ như mình đi đến một cái nơi nào đó người ta cấm không cho hút thuốc, mà mình lại có cái tật nghiền thuốc, thì mình đừng có sống theo cái thói tật của mình, thì người ta sẽ cười là mình không có thấy được chân lý. Cái chỗ người ta đã cấm hút thuốc mà mình vẫn ngang nhiên hút thuốc, tôi vậy đó, thì đâu có sao đâu, ai làm gì mình đâu. Nhưng mà người ta sẽ tự nhìn mình là một người thiếu văn minh, thiếu văn hóa. Tại sao nơi người ta để chữ cấm mà mình vẫn làm? Chân lý là cái chỗ đó. Cho nên người nào thấy được chân lý, người đó sống bình an. Chân lý là khi chúng ta đi đến đâu, việc gì người ta yêu cầu thì chúng ta làm. Người ta không để rồi mà mình vẫn cứ đi. Tức cười, có nhiều chỗ người ta để đừng đi ngã này, thì cái ngã đó bị đi nhiều nhất. Nó lạ vậy đó, còn cái ngã người ta không để gì hết là không ai đi hết. Cho nên cuộc sống này nhiều khi có chuyện lặt vặt trong cuộc sống này mà nó cứ vợ chồng con cái nó cứ hụt hật hoài là tại sao? Tại vì có những cái việc rất nhỏ nó xảy ra mà cứ lặp đi lặp lại. Có nhiều khi ông bà vợ phiền ông chồng, hay ngược lại ông chồng nói có chuyện nhỏ con chút bà nói hoài. Thì bà vợ sẽ nói ủa chuyện nhỏ một chút sao ông không sửa để tôi khỏi nói. Rồi cái mỗi người một chút mà không ai sửa hết. Thì cuộc sống nó thành ra bế tắc. Và thậm chí có nhiều khi cái người kia nói người gì đâu mà kỳ cục, tối ngày cứ nói chuyện lắc nhắc. Nhưng mà thật sự chính những cái nhỏ nhặt đó mà mình không chỉnh sửa thì nó thành ra hư chứ gì đâu. Pháp Hòa ví dụ như trong nhà mình có một cái thùng rác. Chỉ cần cột cái thùng rác đem ra cửa thôi là hết hôi liền, nhưng không làm. Thì cuối cùng không phải chỉ cái chỗ để thùng rác nó hôi mà cả cái nhà nó hôi. Một miếng thức ăn, xin lỗi đại chúng, bữa nào một bó rau bó cải nó thối nó hư mà để tủ lạnh đi, mở ra cái tủ lạnh chịu không nổi, nhất là hẹ. Pháp Hòa nói ví dụ vậy. Cho nên trong cuộc sống này cũng vậy, hay là bản thân chúng ta cũng vậy. Có một cái mình lỡ bữa nào mình bị một cái miếng mủ nó trên chân trên tay mình đi, không lấy cái đó ra nó đau nhất chịu không nổi, mà làm lấy nó ra rồi thì tự nhiên người mình nó thoải mái ra thôi. Vì vậy cho nên á, cuộc sống là một cái sự thực tập, và chúng ta phải tập cho mình có mình một cái thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Đặc biệt là thời gian suốt mấy tháng nay nó cho chúng ta rất nhiều bài học. Cái COVID-19 nó cho chúng ta rất nhiều bài học.
bài học nơi chính bản thân chúng ta, bài học với xã hội, bài học với con người xung quanh. Nhiều thứ lắm. Cái quan trọng là chúng ta có vận dụng cái tư duy, cái chánh kiến để chúng ta chấp nhìn nhận ra mọi sự việc không. Pháp Hòa ví dụ như mình đi tới đâu á, trước khi mà mình bước vào chỗ đó mà người ta hay mình thấy người ta dán những cái bảng đó, thì mình nên dừng lại đọc mấy cái bảng đó trước cái đã. Để chi? Để coi người ta có những cái gì người ta dặn mình. Có những nơi người ta cấm vào, ta để bảng bước vào là cái chỗ đó nó sẽ hú cái alarm lên, hay là mình vi phạm một cái gì đó, nhưng chúng ta không đọc. Chúng ta tới đó cái chúng ta cứ sẵn tới. Ở trên Tây Thiên á, có một cái balcony, thì mấy anh em Phật tử mới mua một cái tấm gương kiến thay cái chỗ đó, với bệnh đặng định là khi nào mình ngồi á, có cái kiến nó trong á, mình nhìn vô mình thấy, thì mình sẽ thấy được cái cảnh luôn, ngồi uống nước, uống trà, nói chuyện đồ, thấy toàn cảnh bờ ruộng á. Nhưng mà thưa đại chúng á, cái con chim nó không thấy. Nó bay, nó thấy một cái miếng trong, nó tưởng đâu là cái khoảng đó là khoảng trống. Nó lủi vô một cái một thôi. Nó đập cái mỏ nó vô đó, nó văng ra, nó chết liền tại chỗ. Thì những lúc Pháp Hòa thấy, có một hôm Pháp Hòa đứng và thấy cảnh vậy đó, thì Pháp Hòa quán chiếu, Pháp Hòa thấy rằng con người của chúng ta cũng vậy. Có những cái chúng ta không thấy, chúng ta lủi một cái vô thôi, chết liền. Có bao giờ mình sến xác mình làm cái rầm vô cái cửa không? Có chứ. Mà những cái lúc mà mình đi mà mình nghĩ rằng ở phía trước là một khoảng trống, nghĩa là thênh thang đó, mình lủi một cách rất là mạnh. Còn người nào mà đi mà còn lấy tay mà dò dò rờ rờ là còn đỡ một chút nha. Còn người nào mà cứ nghĩ là chỗ đó không có gì hết, lủi vô một cái là ra một cái chơi vơi. Chứ cuộc sống này cũng vậy. Có những cái mà chúng ta nghĩ rằng chỗ đó không có gì hết, lủi vô một cái chết ngặt. Cho nên đi tới đâu ở đây người ta chỉ bảng rất là rõ ràng. Chỗ nào cấm người ta nói cấm, chỗ nào như thế nào người ta để rất là rõ. Nhưng mà nó lạ một cái chúng ta bất chấp. Ở dưới đào thao nè, thiếu gì chỗ để không được đậu xe, even là mình stop vô đó cũng không được nữa. Có nhiều người, xin lỗi, mình tạm dùng cái chữ ẩu nha, đâu có sao đâu, tôi ngừng thôi mà, để máy nổ, chạy vô mua cái gì đó, đi ra lãnh cái ticket 45 đồng. Có một lần Pháp Hòa đi mua xả dưới chợ tàu nè, gấp quá, tấp đại vô cái chỗ đó mà mình biết nó không cho đậu rồi, nhưng mà mình nghĩ là bây giờ mình đang gấp lắm, đi vô mua bó xả đồng, thí dụ vậy ha, đi ra trả thêm bó xả 45 đồng. Thành ra bữa đó đem cái bó xả về mà nó nặng nề lắm. Mà lúc kỳ lần này là sắc xả mà phải nghiến răng nha, tại mày mà tao thêm 45 nha. Cho nên nhiều khi chúng ta chỉ ẩu một chút thôi. Ở trong chứng đạo ca, tổ Huyền Giác nói: sai chi hào ly thất thiên lý, sai chi hào ly thất thiên lý. Chỉ cần sai một ly thôi, mình đi cả bao nhiêu dặm đường. Ngài Trần Thái Tông, Ngài có một cái bài kệ nói về cái sự vướng mắc của mắt tai mũi miệng. Lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương. Mũi lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương. Lên đên làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm đường. Mình mãi là một cái người khách lên đên, dính mắt,
gá chỗ này chút, dính chỗ kia chút, hết một ngày mà chưa đi tới đâu hết. Có bao giờ mình bị cái trường hợp là mình định đi chỗ đó mà cuối cùng mình ghé chỗ này chút, ghé chỗ kia chút mà hết ngày mà chỗ mình muốn tới chưa tới được không? Có bị trường hợp đó không? Có. Đó. Cứ một ngày như vậy mà ôi thôi không sao, mai, rồi mai lại có chuyện khác. Ghé chỗ này chút, ghé chỗ kia chút, đúng là lên đên làm khách phong trần mãi. Ngày hết quê xa, hết một ngày cái chỗ cũ của mình đã xa rồi mà chưa tới cái chỗ mình muốn tới. Cho nên nói về cái sự mà dính mắc của chúng ta thì Đức Phật nói về sáu căn dính mắc, hay là giống như các thiền sư, các ngài nhắc nhở mình vậy. Có nhiều người thích ăn cái bận rộn ăn, chuyện ăn cả ngày. Có người thích mặc thì đi shopping cả ngày. Mỗi người chúng ta bị vướng một vấn đề, mà có nhiều người vướng nhiều thứ nữa. Mà vướng nhiều thứ thì tốn nhiều thời gian, tốn nhiều tiền của, và chúng ta mất rất nhiều thứ. Có những Phật tử bây giờ, thầy ơi giờ sao con gửi con của con lên để nhờ thầy dạy nó, mà hồi nhỏ lúc nó mà còn cái tuổi còn dạy được thì sao? Không. Tại sao? Tại vì mình bận đi làm, mình không có thời gian cho nó. Rồi mình nghĩ nít mà ép uổng nó làm chi, vân vân. Nhưng mà khi nó tuổi nó lớn rồi thì khó lắm. Cho nên đừng có nghĩ, thí dụ bây giờ mình 50 tuổi, 60 tuổi mình vô chùa, cái đời mình có thể thâm sâu mà cái đạo mình rất là non. Cho nên những cái trường hợp mình lớn tuổi vô chùa thì cũng phải thúc liễm giống như y như một người nhỏ vậy đó. Mà nhiều khi cái người nhỏ nó dễ thúc liễm hơn, còn mình có lớn rồi có bộ khó. Tại vì trong đầu mình á, không thấy bằng tướng thì cũng thấy bằng tư tưởng. Ví dụ bây giờ mình không còn đi nhậu nữa, nhưng mà ngồi ăn chọc hồi nhớ 20 năm trước bữa nào ông Phật tử cũng vô, ô 20 năm cho tôi nhậu với ông này nè, 10 năm trước tôi đi câu cá với ông kia kìa. Có nhiều khi cái tướng, hình tướng mình không còn mà trong này nó còn. Quý vị nhớ câu chuyện là có cái ông đó, ông thầy á, ông đi qua đò. Ông đi qua đò thì ai người ta cũng trả con đồng à, mà cái cô lái đò lấy ổng tới 3 đồng lận. Thì cô ông thầy nó mới nói, ủa tại sao mà cô bất công vậy? Mọi người cô lấy con đồng mà cô lấy tôi tới 3 đồng. Thì cô này mới nói, dạ 1 đồng qua đò, 1-2 đồng thầy nhìn con. Rồi lần sau qua đò, ổng không thèm nhìn cô này nữa. Nhưng mà qua tới bờ bên kia, cô này lấy 4 đồng. Ông nói, tôi bữa nay tôi không có nhìn cô rồi nha, sao cô lấy tôi tiền? Nói dạ 1 đồng thầy qua đò, thầy không nhìn thẳng con mà thầy nhắm mắt lại thầy nhìn con bằng tưởng tượng. Con lấy 4 đồng. Cho nên nhiều khi trong chúng ta cái tâm này nó, mình đi rất là xa. Tại vì cái này nó không hình tướng, mà chính nó không hình tướng cho đi rất rất là xa. Mai mốt mình học kinh Pháp Cú sẽ học tới câu đó. Tâm phàm phu đi một mình đi rất xa. Bây giờ quý vị ngồi đây nè, nhìn cái hình tướng là quý vị tréo chân, quý vị ngồi ở chỗ đó. Tất cả chúng ta ngồi đây ngồi ở chỗ đó, nhưng mà hãy nhắm mắt lại là bắt đầu mình đi. Một lát nữa đi đâu ta? Có nhiều khi một lát mới đi nha, nhưng mà chuẩn bị trước. Hành tỏi đường muối vậy đó, chuẩn bị. Rồi có nhiều khi chúng ta đi về cái quá khứ, có nhiều khi chúng ta đi cái tương lai, mà cái hiện tại chúng ta quên mất tiêu. Cho nên ở trong cuộc sống á, chúng ta nhận định mọi việc như là, và chúng ta không có nhận định sai. Lấy dù bây giờ đang ở trong cái thời gian mà gọi là bệnh dịch, chúng ta phải nhận biết cái đó. Để làm gì? Để mình làm sao mình bảo hộ cho mình, cho người, hay là cho cộng đồng. Rồi thậm chí vì dịch này không phải ảnh hưởng tới vấn đề bệnh, ảnh hưởng luôn cả kinh tế. Ảnh hưởng luôn cả kinh tế. Bây giờ mình thấy may á, hôm nay mình còn sống sót được là có một số người gì có tiền để dành. Hôm nay sống bằng tiền để dành. Có người thì được chính phủ giúp đỡ.
Cho nên cuộc sống của chúng ta bất cứ việc gì nó cũng có thể xảy ra, mà cái quan trọng là chúng ta mở lòng và chúng ta nhận ra được sự thật, chúng ta thích ứng được mọi hoàn cảnh trong mọi nơi mọi lúc nó đang xảy đến. Hôm nay mình học câu kinh Pháp Cú thứ 11 và thứ 12 ở trong phẩm Song Yếu. Câu thứ 11 là: không chân tưởng chân thật, chân thật thấy không chân, chúng không đạt chân thật do tà tư tà hạnh. Ngược lại câu thứ 12 là: chân thật biết chân thật, không chân biết không chân, chứng đạt được chân thật do chánh tư chánh hạnh. Hai câu này nó nghịch lại với nhau. Câu đầu là cái sự việc không chân thật thì mình lại cho nó là chân thật, cho nên gọi là không chân tưởng chân thật. Mà đại chúng nhớ cái gì tưởng là không thật nha. Chưa gặp em anh vẫn nghĩ rằng có người thiếu nữ đẹp như trăng, tưởng đó. Cái đó là tưởng đó. Không chân tưởng chân thật, chân thật thấy không chân. Cái gì chân thật thì thấy nó là không chân thật. Người nào như vậy đó, chúng không đạt chân thật. Những người có cái thấy như vậy thì không đạt được chân thật. Vì sao? Vì người này có cái tà tư tà hạnh. Chữ tà là lệch, là nghiêng. Tư là tư duy. Do cái tư duy mình lệch lạc, do cái việc làm của mình lệch lạc, cho nên mình sống một cuộc đời lệch lạc. Ngược lại, chân thật biết chân thật, không chân biết không chân, chứng đạt được chân thật do gì? Do chánh tư chánh hạnh. Chữ chánh là ngay, chữ tà là lệch, nghiêng. Ví dụ như buổi chiều á, mặt trời nó nghiêng về phía tây, chúng ta gọi là chiều tà. Chữ tà là nó nghiêng, nó lệch bên. Kể ngồi mà cho ngay ngắn gọi là chánh, chánh đó, chánh. Thí dụ như mình kêu chánh giữa, thật ra chữ giữa là chánh rồi đó. Mà người Việt Nam gọi là chính giữa hay là chánh giữa, nghĩa là đúng ngay cái chỗ giữa đó. Nó giữa mà phải đúng ngay cái chỗ đó gọi là chánh giữa. Mà hãy cái gì nó lệch thì không là tà. Cho nên chữ tà với chữ chánh không có cái nghĩa gì mà gọi là chửi bới gì hết á. Mà hãy cái gì mà chúng ta thấy nó lệch lạc thì kêu là tà. Cái gì chúng ta thấy đúng đắn như thật gọi là chánh. Nhà Phật gọi là chánh kiến. Thấy đúng thì gọi là chánh kiến, thấy sai gọi là tà kiến. Cái bài kệ này á, Đức Phật nói á, là do một cái nguyên do. Là quý vị nhớ là Ngài Mục Kiền Liên với Ngài Xá Lợi Phất á, là hai người bạn thân. Trước khi làm đệ tử Phật á, hai người này là bạn thân. Và đã bái một ông thầy làm thầy của mình. Thì khi mà cả hai vị này học với vị thầy này nhiều thứ rồi đó, thì một hôm hai người mới nói với nhau: tuy mình đã bái vị thầy này làm thầy, và bản thân mình cũng có được những đồ đệ, nhưng mà hình như mình chưa có thấy được cái, chưa nhận ra được cái chân lý thật sự gì đó. Cho nên hai người nói với nhau là trong mai này, ai mà đi tìm được chân lý trước thì phải về cho người kia hay để rủ đi theo. Thì một hôm Ngài Xá Lợi Phất đi trên đường, gặp một trong năm thầy tỳ kheo đầu tiên đi xuất gia với Phật. Đại chúng nhớ trong Phật giáo chúng ta có ba ngôi báo, đó là Phật, Pháp, Tăng. Thì khi Đức Phật thành đạo dưới cây Bồ Đề thì Đức chính Đức Phật là Phật Bảo. Lời dạy của Phật gọi là Pháp Bảo.
Nhưng mà tăng bảo chưa có. Mãi đến khi ngài đi bộ từ cái gốc cây bồ đề đi đến vườn Lộc Uyển để gặp lại năm người cùng tu với ngài thuở trước đó, để rồi nói pháp cho họ nghe, và năm người đó trở thành đệ tử đầu tiên của Đức Phật. Và cái vị đầu tiên tên là Kiều Trần Như, người thứ hai tên Ác Bệ, Bạc Đề, vân vân, năm vị. Thì nếu ai hỏi mình đạo Phật có ba ngôi báo Phật, Pháp, Tăng, thì chúng ta phải nhớ cái sự kiện lịch sử rằng Tam Bảo được thành lập ngay tại vườn Lộc Uyển sau bài pháp đầu tiên của Đức Phật. Vì lúc đó Đức Phật là Phật, là Thầy, nói pháp Tứ Diệu Đế là Pháp Bảo, và năm Thầy đó là năm Thầy đầu tiên đi tu với Phật, gọi là Tăng Bảo. Vậy thì Tam Bảo được thành lập ngay tại vườn Lộc Uyển sau khi Đức Phật thành đạo không lâu. Thì năm vị này là năm người thầy đầu tiên. Vì vậy mà trong các vị đệ tử Đức Phật có những vị bậc nhất, ví dụ như ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ bậc nhất, ngài Mục Kiền Liên là thần thông bậc nhất, ngài Phú Lâu Na là thuyết pháp bậc nhất, ngài Ca Chiên Viên là luận nghị bậc nhất. Thì quý vị biết ngài Kiều Trần Như là cái gì nhất không? Hạ lạp bậc nhất. Tại sao? Tại vì ngài Kiều Trần Như là vị đệ tử, một vị tỳ kheo đầu tiên của Đức Phật. Vậy thì mà trong đạo Phật là mình đi tu rồi mỗi năm mình có an cư thì mình được một tuổi đạo. Cho nên trong tất cả đệ tử của Đức Phật mấy ngàn người, ngài Kiều Trần Như là người có tuổi đạo cao nhất. Thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất gặp một trong năm người đệ tử này, nói trời ơi, tôi thấy thầy đi đứng có oai nghi quá, chẳng hay thầy của thầy là ai? Nói thầy của tôi là Đức Gotama, Đức Cồ Đàm. Thầy của thầy dạy thầy cái gì? Tôi không dám nói nhiều. Ngài Xá Lợi Phất nói, nhưng mà ngài nói một cái gì mà ngắn gọn mà thầy nhớ, mà thầy tâm đắc cái lời dạy của thầy? Ồ, thì thế thì ngài A Sa Chí ngài mới đọc lên bài kệ mà ngài tâm đắc trong những lời dạy Đức Phật. Đây là bài kệ: các pháp do duyên sinh, các pháp do duyên diệt. Bậc đạo sư của tôi thường thuyết pháp như thế. Cái pháp duyên sinh duyên diệt. Thí dụ 10 giờ rưỡi sáng mỗi chủ nhật quy định là giờ lễ hàng tuần ở Trúc Lâm. Đúng giờ các vị có mặt là duyên, phải không? Đúng giờ nè, mình có mặt nè, duyên sinh. Rồi 12 giờ rưỡi tất cả mọi thứ xong, hết giờ, diệt. Cũng duyên mà sinh, cũng duyên mà diệt. Bây giờ á, cái cuốn sách này do mọi cái duyên nó hình thành một quyển sách, do keo, do giấy, do mực gom lại thành quyển sách. Vô tình rớt nó vô cái đống lửa, thì lửa đủ duyên để làm cho quyển sách này thành tro. Hay là rớt nó vô cái thao nước ngâm nó, thì nó đủ duyên làm cho cuốn sách này nó bị rách rã ra. Chúng ta từ con người cho đến sự vật, mọi thứ đều do duyên sinh, duyên diệt. Ví dụ như hiện nay là COVID là đang duyên sinh. Mai mốt có vaccine rồi thì đủ duyên thì mình sẽ dứt được cái bệnh đó. Tất cả do duyên sinh mà. Do COVID mới đeo khẩu trang, do COVID mới rửa tay thường xuyên, do COVID mà mình không được đi tới chỗ tập hợp đông. Thậm chí do COVID bệnh quá phone bác sĩ nó khai bệnh trên phone đi, tôi cũng gặp bệnh nhân. Hôm nay có ai bị trường hợp đó không? Phone bác sĩ không gặp. Bác sĩ nói bệnh gì nói tôi nghe, rồi muốn lấy thuốc ở đâu?
tôi gửi cái toa về cái tiệm thuốc đó, tới đó lấy thuốc uống, không gặp. Thường thường là bác sĩ phải gặp bệnh nhân phải không? Mà bác sĩ sợ dịch, sợ bệnh. Cho nên bác sĩ cũng phải sợ bệnh chứ. Cho nên thưa đại chúng, các pháp do duyên sinh, các pháp do duyên diệt. Người nào mà hiểu được cái sự duyên sinh duyên diệt ở đời này á, tâm mình không có nao núng quá khổ đau. Có thể có cái buồn, vì chúng ta vẫn là một con người. Khi việc nó đến chúng ta vui, việc nó đi chúng ta buồn. Nhưng mà ngược lại, có những cái buồn mà nó đi thì mình lại vui hay buồn? Cái buồn khổ nó đi thì mình phải vui chứ. Như vậy thì cái vô thường cũng chưa chắc đã là cái khó chịu. Nhờ vô thường cho nên á, có những lúc buồn đi khổ đến, mà nhờ vô thường thì khổ đi vui đến. Vô thường mà. Người hiểu được cái đó, tại sao lúc cái vui nó đến anh hỷ hạ, mà lúc nó khổ là anh lại khổ đau? Như vậy là anh chỉ chấp nhận có một chiều của sự sống sao? Anh phải có cái nhìn chân thật, đừng có tà kiến. Khi sinh biết nó sinh, khi diệt biết nó diệt. Cho nên khi mà hai thầy Ngài Xá Lợi Phất nghe xong rồi chứng quả liền. Quả đầu tiên là quả không còn thối chuyển ở trên cái con đường tu tập, gọi là quả Tu Đà Hoàng. Thì Tu Đà Hoàng được dịch nghĩa là nhập lưu. Quả nhập lưu là sơ, là quả vị chứng đầu tiên, tâm không còn lui sụp. Cũng giống như mình đi, bây giờ mình nghe Phật Pháp, mình hiểu Phật Pháp rồi, tâm không còn lui sụp đối với con đường tu tập, chứng quả sơ quả. Ngài Xá Lợi Phất nghe xong chứng sơ quả, chạy về đi tìm người bạn thân của mình là ông Mục Kiền Liên. Nói cho Ngài Mục Kiền Liên nghe, hôm nay tôi đã tìm được chân lý, tôi đã tìm được một người thầy lý tưởng rồi. Hai người chạy tới gặp Phật. Cuối cùng Đức Phật cảm hóa hai vị đi theo Phật. Thì đi về nhà nói với ông thầy mà mình học đó, hôm nay chúng con xin phép, chúng con đã được tìm một người thầy của chúng con. Ông kia ông bực. Ông bực. Vậy cho nên cái câu kệ này, cái trường hợp đến với Đức Phật. Đức Phật nói cuộc đời này cái quan trọng là chúng ta, nếu chúng ta bị tà tư, tà hạnh nó xâm chiếm thì chúng ta sẽ thấy mọi việc nó tà, nó lệch. Còn nếu chúng ta có cái nhìn chánh kiến, chánh tư duy. Quý vị nhớ bát chánh đạo nha, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh mạng. Có thể nói giáo lý của Đạo Phật nó không ngoài bát chánh đạo. Nghe nói bát chánh đạo là gì? Là tám con đường chân chánh sẽ dẫn mình tới Niết Bàn. Cho nên có nhiều khi nhà mình xui quá đó, mình treo cái bát quái. Càng khảm cấn chấn tốn ly khôn đòi, treo cái bát quái lên để chi? Để trừ tà. Nhưng mà theo Phật giáo á, sở dĩ mà chúng ta xui xẻo, chúng ta đủ chuyện là gì? Chúng ta nhìn lại cái cách sống, cách tư duy, cách nói năng, cách hành xử của mình, để mình chuyển hóa cái đó, chứ đâu phải treo cái đó lên là mọi việc nó thay đổi đâu. Bây giờ cho bây giờ mình treo 100 cái bát quái đó, đừng nói treo một cái ngay cửa, treo 100 cái luôn. Mở trong nhà này nè, không có chánh ngữ với nhau, không có chánh kiến với nhau, không có chánh nghiệp, không có cái gì gọi là ủng hộ cho nhau, hộ trì cho nhau, thì nó cũng sập như thường chứ, chứ không phải để treo cái đó. Nhưng mà tại vì người ta tin, chấn an người ta, treo cái đó lên người ta yên tâm. Nhưng mà cái đó thưa đại chúng, của tín ngưỡng nhân gian, không có liên quan đến Đạo Phật. Ai muốn treo thì treo. Nhưng mà nếu mà nói cái đó của Đạo Phật thì thưa không phải, cái đó không có Đạo Phật. Đạo Phật không có cái hình bát quái. Nhưng mà ngược lại, Đạo Phật dạy cho mình sống an lành hạnh phúc bằng con đường bát chánh đạo. Mà cái quan trọng nhất là chúng ta phải có cái chánh kiến. Cái chánh kiến là cái thấy đúng, mà từ cái thấy đúng chúng ta mới suy nghĩ đúng và nói năng đúng. Ba cái đó thôi là dễ có chuyện hàng ngày, hay là hạnh phúc hàng ngày lắm. Có nhiều khi chuyện đâu phải của mình đâu, mà tự nhiên mình nhìn lệch lạc cái mình về.
Chẳng hạn như bạn bè của con cái, bạn bè của vợ của chồng, tự nhiên mình nhìn ta làm sao cái bắt đầu về mình phán. Mình phán cái mình làm cho cái người kia nổi quạo lên. Bạn tôi mà tại sao lại có cái nhìn như vậy? Rồi gia đình có chuyện. Cho nên ví dụ bây giờ cho là mình có thấy đúng đi. Nếu mình sự thật mình có thấy đúng đi. Nhưng mà trước khi chúng ta muốn nói về cái người đó đó, chúng ta cũng phải có chánh tư duy, chúng ta phải có chánh ngữ. Ok, mình hiểu cái đứa đó nó như thế nào rồi, nó xấu rồi. Nhưng mà bây giờ mình làm sao mình nói cho con mình nó nhận. Cho nên chánh kiến là một chuyện rồi, nhưng mà phải học chánh ngữ, chánh tư duy nữa, để đưa cái chánh kiến của mình cho người ta dễ chấp nhận. Chứ không phải là có chánh kiến là muốn nói gì nói à nha. Cho nên bác chánh đạo hay lắm. Bây giờ mình thấy sự thật đó, nhưng mà anh nói như thế nào để người ta tiếp nhận sự thật? Anh biết sự việc nó như vậy, nhưng mà cái cách anh hành xử như thế nào để người ta dễ dàng người ta chấp nhận anh? Chứ đâu phải anh thấy như vậy rồi anh sạc người ta cái kiểu vậy đâu. Thiếu chánh ngữ, thiếu chánh tư duy, thiếu chánh tinh tấn, thì cái chánh kiến này cũng không được bộc lộ một cách rõ ràng. Cho nên Đức Phật á, thí dụ như mình hỏi bạch Đức Thế Tôn, con chết con đi về đâu? Nếu mà Đức Phật phán anh mai mốt lên thiên đường, bà mai mốt xuống địa ngục, Phật không có nói vậy. Phật nói sao biết không? Quý vị muốn biết quý vị đi đâu sau khi chết, quý vị hãy nhìn vào đời sống của mình mỗi ngày làm gì thì mình sẽ biết mình đi đâu. Thay vì mình phán người ta, không, chỉ cho người ta cách nhìn trở lại. Thật ra tôi biết bà sống ngày, tôi biết bà sống tầm bậy lắm rồi, mà tôi nói vậy bà chửi tôi sao? Thôi bây giờ tôi nói bà nhìn trở lại đi, bà sống hàng ngày bà làm gì để bà biết bà đi đâu. Bạch Đức Thế Tôn, nếu mà lỡ tụi con chết ở giữa đường sao? Lỡ bị đụng xe chết giờ sao? Đức Phật nói, như cái cây á, mà nó đã sẵn nghiêng về đâu thì khi cưa cái cây đó nó ngã về đâu. Nếu bình thường cái cây nó đã nghiêng trái thì mình cưa cây nó phải ngã về trái chứ, nó nghiêng qua trái không lẽ lúc cưa nó ngã về bên phải sao? Cái tâm của chúng ta cũng thế. Hàng ngày chúng ta nghiêng về đâu? Hàng ngày chúng ta hướng tâm về đâu? Nếu mỗi ngày tâm chúng ta hướng thiện, dù mình chết bất cứ cách nào, đừng nghĩ rằng mình chết yên ấm trên giường, có người tới hộ niệm tụng kinh. Không, nhiều khi cái nghiệp lực của mình trong vô lượng kiếp mình đâu nói được. Làm thiện cả đời nhưng mà cuối cùng chết rất đau đớn, bị xe, bị tai nạn chết. Nhưng cái đó không có phải là cái chuyện đó. Ở đó thấy không, tu mà cháu, nghiệp quả mỗi người mỗi khác. Nhưng mà đời này tâm mình đã hướng thiện thì cho dù mình chết bằng cách nào đi nữa, chỗ lành cũng chờ mình. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ cái đứa, cái anh đó là con nhà giàu, ảnh gốc rễ của nhà giàu, ảnh có chết một cách thê thảm đi nữa, người ta cũng khiêng ảnh về cái nhà giàu đó ta trả lại. Đó, ví dụ vậy đó. Bây giờ mình biết, quý vị biết không, thường thường chùa người ta hay đúc mấy cái chuông, người ta khắc tên chùa ở trên đó. Rồi cái thời nghèo đó, ăn trộm nó vô lấy chuông nó bán hoài, vì bị gì đồng quý lắm đem bán. Khi người mua được cái chuông á, đọc cái tên chùa, đọc được cái tên chùa, xách cái chuông trả lại, nói con mua đồng của mấy người ăn trộm, mà con mua cái đống đồng mà bươi ra làm sao, nhầm cái chuông mà đọc kỹ vô cái chuông thấy tên của chùa. Thôi con đem, chùa có bị mất chuông không? Nói dạ có, trả lại cho chùa. Là Pháp Hòa ví dụ vậy đó. Nghĩa là cái nghiệp mình sống hàng ngày sao, nó đi về đó. Cho nên cái gì thật biết nó thật, cái gì không thật biết nó không thật. Thí dụ như á, mình phải biết rằng mình làm phước thì có phước, làm thiện thì có thiện. Ở đời nó có 10 cái mà người ta không tin nha. 10 cái này là gì? Một á, người ta nói rằng bố thí không có phước. Hai á,
cúng dường không có phước. Ba là báo hiếu báo ân không có phước. Bốn là không có nhân quả tốt xấu gì hết. Năm là không có đời trước đời sau gì hết. Sáu là không có cha có mẹ gì hết. Có nhiều người quan niệm vậy đó, mình không có cha có mẹ gì hết đó. Mình chỉ có một đấng tối cao nào đó thôi. Có nhiều người quan niệm vậy. Không cha không mẹ, không có chuyện hóa sanh. Bây giờ quá vào nói ví dụ như bây giờ mình đem một trái cam, trái quýt gì để trong nhà coi, vài bữa nó uống thối lên coi, tự nhiên cái con fruit fly ở đâu quá trời quá đất luôn, mà mình không hề thấy nó bay vô nhà. Vì sao? Vì nó là một dạng hóa sanh. Cái bánh mà mình để coi, nó sình nó hôi lên, tự nhiên dòi nó sanh. Như vậy thì nếu mà chúng ta thấy sự thật, có một cái chị đó đó, gần đây chị mới đi chùa thôi, chị mới lên, chị mới nói sở dĩ gần đây con đi chùa, con tụng kinh là vì sao? Tại con thấy bây giờ con tin chắc chắn một điều rằng nhân quả rõ ràng. Chị đối xử với bà má chị sao hồi nhỏ đó, bây giờ chị sanh ra đứa con nó y chang chị hồi nhỏ. Chị nhìn đứa nhỏ đó nó hỗn với chị, nó xử chị đó, chị nói là nó là cái bản copy của con ngày xưa. Tình nhân quả vô cùng. Cho nên nó qua cái bài kệ này để cho chúng ta, Đức Phật dạy á, không chân, thí dụ cái đó không phải là cái thử, nó là không phải là chân thật thì biết nó là không chân thật, đừng có lầm ngược lại. Ví dụ như cái mạng của chúng ta đây là tạm, chúng ta phải biết nó là tạm, để khi mai mốt mà nó dừng lại chúng ta không khổ. Sanh hữu hạn tử vô kỳ, sanh thì biết chừng nào sanh, mà chết thì không, hoàn toàn không biết chừng nào chết. Cho nên người mà sống mà biết được như vậy thì không có dám phí thời gian. Thì cuối cùng Pháp Hòa chỉ xin thưa đại chúng, nếu mà chúng ta có cái nhìn đúng đắn, hay là chúng ta xử sự cũng vậy, đừng có lấy cái cảm tình trong cái công việc xử sự, nó làm sự việc khác đi. Ví dụ như bây giờ cái người đó sai, nhưng mà tại mình thương nó quá cái mình xử nó đúng, cái đó là không được. Hay là ngược lại, mình làm gì mình cũng lấy vì mình thương người đó hơn, cho nên lúc nào mình cũng có cái gì đặc biệt hơn người đó, thì làm cho người ta thấy cái sự thiên vị của mình. Thì trong kinh dạy á, nếu chúng ta nhìn đúng đắn sự việc, nhận chân sự việc đúng đắn, có ba cái lợi. Một, chúng ta không phí thời gian để làm những việc vô ích. Thứ hai nữa là do cái nhìn đúng như vậy, cho nên chúng ta trở thành một người có giá trị trong mọi trường hợp, mọi hoàn cảnh. Pháp Hòa ví dụ như mình nói sự việc gì nó cũng đúng chân lý, đúng lẽ thật, mình có giá trị trong mọi tình huống. Người ta có chuyện gì người ta nhờ mình ra, một lời nói của mình nó có giá trị. Nhưng mà mình thường hay nói những điều méo mó, mai mốt chuyện gì mình nói ra người ta không tin, hết giá trị. Mà trong đời này có sự thật như vậy, có những người nói dốc đến mức độ là bây giờ mình hết tin nổi rồi. Tại vì mỗi một lần gặp mình là họ nói một câu chuyện khác nhau, một vấn đề khác nhau. Bây giờ họ nói một, hồi xưa nói một câu tin câu, giờ một chữ cũng không tin, chứ đừng nói là một câu. Tại vì họ không còn giá trị trong cuộc sống của mình nữa. Có nhiều khi á, cái hoa giả mà mình cứ tưới, có phải là mình phí thời gian không? Mình phí thời gian, cái hoa ni lông là cứ tưới. Cho nên mình mà không thấy được cái hoa đó là ni lông, là nhựa, không cần tưới, mà cứ sắp đi tưới thì mất thời gian. Thứ ba là nhờ cái nhìn đúng đó mà lúc nào chúng ta đúng là thấy đúng, sai là thấy sai. Nhờ tri kiến như vậy mà cuối cùng ta được đạt được chân lý. Ngày xưa có một vị
thầy ngồi thiền. Thì vị sư phụ mình mới tới hỏi: con ngồi thiền để làm gì? Ông thầy nói: con ngồi thiền để thành Phật. Nói xong cái người thầy không nói gì hết, ông lấy cái tấm ngói, cái tấm ngói lợp nhà đó, ông cầm ông ngồi kế bên, ông lấy cái đồ ông mài. Nó kêu sột sạc rột rạc khó chịu quá. Ông thầy ông ngồi thiền ông bực quá, ông mới say qua ông hỏi: thầy mài ngói để làm gì vậy? Nói: ta làm tay mài ngói để làm gương soi. Cái người đệ tử nói: ngói mà làm sao làm được kiến? Thì ông thầy nói: vậy sao ngươi nói với ta ngồi thiền thành Phật? Ngồi thiền không phải thành Phật. Nếu mà mình ngồi đó mà tâm mình tán loạn thì cũng không thành Phật. Mà nên nhớ là ngồi thiền để tâm mình tĩnh lặng, sáng suốt. Và khi có sáng suốt thật ra là thành Phật đó. Nhưng mà chúng ta, nếu mà chúng ta chỉ nghĩ rằng chỉ có ngồi mới thành Phật thì không đúng. Cũng giống như lấy ngói mà muốn làm gương soi, làm sao được? Thành Phật không phải do ngồi, mà thành Phật là do cái tâm nhận biết mọi sự hiện tượng nó đang xảy ra. Quá khứ không truy tầm, tương lai không ước hẹn, hiện tại cũng chẳng đem lòng chấp trước. Quý vị nhớ Đức Phật dạy nha, quá khứ qua rồi đừng tìm, đừng nhớ ha. Hiện tại chưa tới đừng lo nha, nhưng mà tương lai cũng đừng có dính nó nha. Tôi bây giờ là trụ trì, mãi mãi tôi sẽ là trụ trì, khổ đó. Tại vì nếu như mà mình làm trụ trì mà hết duyên mình đâu có còn trụ trì, thật là mình chết đi muộn đâu được đâu. Cho nên không bao giờ có cái gì bất biến. Tôi giữ chức đó, mãi mãi tôi sẽ là chức đó, không bao giờ. Cho nên á, hiện tại tích tắc là trở thành quá khứ. Có cái gì mà anh nắm bắt? Hiện tại cũng không nắm được. Quá khứ qua thì không nắm được, tương lai chưa tới không nắm được. Hiện tại tích tắc trở thành quá khứ, nắm cái gì được? Cho nên ba thời không nắm được. Thấy như vậy gọi là thấy chân lý. Nghĩa là chúng ta đang cái gì xảy ra, chúng ta biết nó xảy ra, mà đừng nghĩ rằng nó sẽ mãi mãi như vậy. Thí dụ như hồi nãy giờ 10 giờ vô làm lễ, giờ 12 giờ rồi, thấy không? Tích tắc là thành quá khứ, tích tắc là thành quá khứ. Ngày 16 tháng 8 2020 không bao giờ trở lại. Hiểu như vậy thì chúng ta mới hiểu được chân lý. Và hiểu được chân lý thì chúng ta sống với chân lý. Và người sống với chân lý thì không bao giờ tự làm mình khổ, làm khổ người xung quanh. Đó là cái câu kinh của ngày hôm nay. Thì Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng câu số 11 và 12 ở trong kinh Pháp Cú. Chúc đại chúng cuối tuần an lạc. Thường thường mỗi lần mình gặp nhau là sáng sớm mình gặp nhau, việc đầu tiên mình hỏi là cái gì? Thường thường mình sáng mình gặp nhau, câu hỏi đầu tiên của người Việt mình thường hỏi là gì? Tối qua ngủ có ngon không? Phải không? Nhất là nếu mình có khách đó, mà nhà mình mới có khách thì tối chia tay đi ngủ thì mình chúc cho người đó ngủ ngon. Và sáng hôm sau mình gặp thì mình lại hỏi người đó tối hôm qua ngủ được không? Ngủ ngon không? Vậy thì trong cuộc sống của chúng ta đó, thật sự chúng ta muốn rất là nhiều thứ. Và chúng ta coi cái gì nó cũng quan trọng hết. Ví dụ như mình cần có tiền, mình cần có đủ thứ hết. Nhưng mà cuối cùng á, cái đơn giản, cái mà chúng ta cần thật nhất á, là những cái chuyện rất đơn giản hàng ngày. Đó là ăn ngon, ngủ yên. Tại vì nhiều khi mình nhiều tiền quá nhưng mình đau khổ quá, hoặc là nhiều thức ăn ngon quá nhưng mà trong lòng mình không có yên, thì mình ăn không ngon, mình ngủ cũng không ngon. Mà ăn không ngon, ngủ không ngon thì cả ngày nó bần thần. Ăn không ngon thì thân nó không khỏe, ngủ không ngon thì thân nó cũng khỏe, không khỏe. Mà ăn không ngon mà ngủ không yên là từ đâu? Từ những cái tâm chúng ta bất an. Cho nên cái tâm an đó là cái việc rất cần. Và trong tất cả những cái việc tu tập của chúng ta cũng không có mong gì hơn là mình mong cho tâm mình được an.
Vì vậy mà việc đầu tiên á, mà chúng ta cần thực tập đó là muốn tâm mình an. Mà muốn tâm an thì mình phải tập có chánh niệm. Mà chánh niệm đầu tiên nhất là chánh niệm về hơi thở. Hồi nãy cái bài hát thầy Huệ Tạng hát đó, breathing in, breathing out, thở vào, thở ra. Mình nói dù mình nói sao thở vào được, thở phải thở ra chứ. Chứ thật ra mình nói phải hít vào vậy. Nhưng mà thật ra hít vào cũng là thở, mà thở ra cũng là thở. Nhưng mình tự nhiên hít vào thì tức là mình nói thường ngày được. Thì mình nói cái câu cho nó nhẹ hơn, để cho nó vần điệu hơn, thì mình nói thở vào, thở ra. Chứ thật ra hít vào thì cũng hít cũng là thở. Hơi thở vào và hơi thở ra. Cho mình nói thở vào, thở ra. Rồi có nhiều vị sẽ nói nó không có đúng, nói phải nó hít vô chứ. Nhưng thật ra thì hít cũng là một hơi thở. Nhưng mà mình lên trong văn chữ mình nói hít vào thì nghe nó không có nhẹ lắm, nó thở vào. Chứ hít cũng giống như có vẻ là mình phải phải dùng cái lực nào đó. Còn nó thở, tức là cái hơi thở của mình rất bình thường. Mỗi ngày mà hơi thở của mình đó, lúc nào nó cũng đều đặn vô ra như vậy. Nhưng mà mình ít khi nào mình nhận biết mình đang thở. Vì vậy cho nên cái bài kinh hay là cái bài thiền tập đầu tiên nhất cho tất cả những vị tu tập, đó là chúng ta tập thở. Vì vậy mà cái bài kinh quán niệm hơi thở chúng ta cần phải học. Ai cũng phải đọc kinh quán niệm hơi thở để biết Đức Phật dạy về những hơi thở như thế nào. Mà khi nào mà chúng ta có thở được những hơi thở bình an, hơi thở nhẹ nhàng, thì tức khắc tâm mình nó sẽ lắng xuống. Cho nên á, khi nào mình tức, mình giận, mình bực bội gì đó, mình đi kiếm chỗ mình ngồi mình thở. Không có nghĩa là lúc nào mình ngưng thở. Nhưng mà cái lúc mình giận á, cái hơi thở mình nó hỗn hển lắm, nó mệt lắm. Cho nên mình đi kiếm mà hơi thở nó mệt như vậy, rồi mình đã tiếp tục mình cố mình nói nữa. Cho nên nó làm cho mình tăng cường cái tăng trưởng cái mệt lên. Cho nên mình phải đi tìm cái chỗ để mình ngồi mình thở. Vì vậy mà Đức Phật dạy trong kinh có 16 phép để chúng 16 cách thở, gọi là 16 hơi thở ý thức. Ví dụ như thở vào biết thở vào, thở ra biết thở ra, thở hít vào hơi ngắn thì biết rằng đây là hơi thở ngắn, thở ra hơi thở ngắn biết, hít vào một hơi dài, thở ra dài biết, hoặc là hít vào ngắn mà thở ra dài, hoặc ngược lại hít vào dài thở ra ngắn. Nói chung là mình ý thức rất rõ từng hơi thở của mình. Và khi mình ý thức rõ được hơi thở của mình á, thì từ từ mình sẽ biết, mình sẽ biết được những cái tâm hành, những cái sinh khởi trong tâm mình. Cho nên khi mà tâm mình nó yên á, thì tự nhiên giấc ngủ mình nó yên. Và đó là cái gốc thôi. Rồi bên cạnh đó, mình tạo thêm những cái duyên nữa là gì? Ví dụ như tối trước khi mình đi ngủ, mình không có coi phim ma, không có xem phim bạo động. Mà mình có xem phim bạo động, xem phim ma, thì cái thu nạp vào trong cái tàng thức của mình á, nó rất là fresh, nó rất là mới. Đó là những bạo động, những cái sợ hãi. Cho nên tối ngủ dễ bị mộng mị, dễ bị ác mộng. Và bên cạnh đó còn gì nữa? Cái môi trường, cái đời sống hàng ngày chúng ta, chúng ta hay suy nghĩ cái gì, chúng ta hay quan tâm cái gì, nó ảnh hưởng đến giấc ngủ và đời sống. Thí dụ như ban ngày mình suy nghĩ cái gì đó, mình lo lắng gì đó, thì thường tối mình hay chiêm bao mình thấy. Giống như Pháp Hòa hay kể đây chúng nghe. Hồi đó dưới bếp mình có cái nồi nấu cơm, nấu bằng gas propane. Tại vì chùa mà cuối tuần thì đông người, mà nếu mình nấu cơm điện từng nồi thì thứ nhất là nó lâu, cái thứ hai là điện nó không đủ, nấu chung một chỗ là điện nó bị cúp. Cho nên mình có một cái nồi nấu bằng propane, bằng gas. Thì mà cái nồi đó đấy, thì phải gắn cái đó vô và bật lên. Mỗi lần bật lên là sợ lắm, sợ nó nổ. Thật ra mỗi lần mà nấu cái nồi cơm đó, mình đi tới lui mình hơi ấn ấn,
Chỉ vậy thôi mà nó đi vào trong cái tàng thức của mình. Coi nhiều bữa ngủ thấy cái nồi đó nó nổ, nửa đêm gì cái tung hình ra cái chạy xuống bếp. À, chạy được nửa chừng mới biết là mình mớ. Nhưng mà khi mình dẹp cái nồi đó rồi á thì hết, không có còn. Tại sao? Cho nên mình mới thấy cái gì mà trong cái tâm của mình, đời sống hàng ngày mình nó ghê gớm. Cái gì mình thu hút qua trong cái tàng thức. Và từ đó mình mới biết rằng á, những cái gì mà nó không thiện á, mà mình để vào trong cái tàng thức của mình á, nó rất nguy hiểm cho con đường sanh tử của mình. Có thể nó là cận tử nghiệp. Tại vì mình nghĩ mà mới có thu hút một chút thôi mà nó ảnh hưởng giấc ngủ mình như vậy đó. Phải không? Mà nếu mà bao nhiêu những cái bất thiện mình cứ thu nạp ở trong tâm thức của mình đó, thì cái chuyện cận tử nghiệp của mình mà mình đi vào những cái chỗ đọa lạc thì cái chỗ đó nó dễ lắm. Tại vì sao? Tại trong lòng mình không có cái gì thiện, không có gì lành hết. Thì cái lúc mình sắp mất đó, người cận tử nghiệp là cái nghiệp mà sát cái giây phút mình sắp mất đó, nó tung ra thì hoàn toàn là những cảnh ghê rợn. Và nó ảnh hưởng đến cái chuyện đi trong cái tỉnh thức, trong cái nhẹ nhàng của mình. Cho nên hàng ngày mình đi tìm những cái positive, những cái tích cực để chúng ta thu nhặt vào trong cái tâm thức của mình. Và người có chánh niệm á, thì người ta phải biết như vậy. Cũng giống như mình thôi, cái gì đẹp mình mới muốn trang điểm lên thân, thì nhớ là cái gì hay mình mới để vào lòng, còn cái gì dở mình phải xả nó. Nó là thật, nó là thực tế, chứ không có phải là chuyện cần tu đạo gì hết, mà nó là cái chuyện rất thật trong cuộc sống. Cho nên mình, một là mình muốn có giấc ngủ ngon. Mà muốn ngủ ngon thì mình phải tạo cho nó những cái duyên. Mà một trong những cái duyên đó là đời sống hàng ngày. Khi chúng ta còn sống, khi chúng ta thức, thì chúng ta giảm cái sự tiêu cực, những cái điều mà không hay. Dĩ nhiên là cuộc sống của mình không bao giờ mà nó thuận, nó tốt. Cái quan trọng là chúng ta có khả năng đối diện, tiếp nhận, chuyển hóa. Rồi làm sao cho cái đó nó tiêu, và có việc gì chúng ta cũng giải quyết được, thì từ từ nó ảnh hưởng đến cái đời sống của mình. Cho nên ăn ngon, ngủ yên. Và ngủ yên là mình, rồi làm sao mình ăn uống hàng ngày mình cũng phải có chánh niệm. Vua Ba Tư Nặc á, ông có một cái bệnh á, là xin lỗi là ông ham ăn. Ông ăn, thích ăn đến mức độ là ông béo phì, đi không nổi. Mà khi mà con người mà ăn nhiều quá béo phì thì ngồi đâu ngủ đó. Ngoài cái chuyện mình thiếu ngủ, mình ngủ gật thì cái chuyện đó đương nhiên. Nhưng mà bên cạnh đó, cái người mà béo phì thì ăn rồi thì hay buồn ngủ. Thì vua Ba Tư Nặc bị cái bệnh đó. Thì một hôm ông được Đức Phật dạy về chánh niệm về ăn. Thì sau khi mà ông, thí dụ Đức Phật dạy nè, ăn xong rồi á, đừng có ngủ liền, đừng có nằm liền, đừng có ngồi liền, ăn rồi phải đi dạo một chút để cho nó tiêu hóa thức ăn. Rồi á, mình ăn dầu mỡ nhiều á, thì ăn cơm xong á, ăn dầu mỡ trong cái bữa ăn đó thì đừng có uống nước lạnh, phải uống nước ấm để cho cái nước đó ấm đó, nó làm tiêu dầu mỡ. Đại khái Phật dạy những cái chánh niệm về ăn uống. Thì ông nghe xong rồi, cái ông mới say lên, ông mới hướng về hoàng hậu. Nay hoàng hậu nhớ nha, mai mốt mà trẫm mà lỡ có ăn nhiều thì nhớ nhắc nha. Thì ông tập như vậy một thời gian thì người ông nó thon gọn lại. Bây giờ ông ngồi nghe pháp ông không có ngủ, ông ngồi thiền ông không có ngủ, ông ăn uống xong rồi người ông không có mệt mỏi như ngày xưa. Thì ông đến thăm Đức Phật và ông bày tỏ cái lòng biết ơn. Ở trong kinh kể những câu chuyện về việc Đức Phật dạy vua Ba Tư Nặc ăn uống chánh niệm. Cho nên đời sống của chúng ta ai cũng ăn. Như ngày hôm qua mình học trong kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân, Bà Tỳ Khu Ni Mahabhasabade, Ngài Kiều Đàm Di. Nếu mà đời sống chúng ta có Phật Pháp thì tất cả đều có công đức hết.
Tại vì cái ăn của chúng ta, mà nếu chúng ta có chánh niệm trong ăn thì cái ăn vẫn có công đức. Tại vì mình ăn mà mình, chữ công đức là gì? Là những cái gì chúng ta làm và chúng ta để tâm chúng ta hướng thiện. Ví dụ mình lặt rau, mà nếu mình lặt rau mình có chánh niệm rằng á, cái cọng rau này nó rất là hiếm quý, mình cố gắng mình lượm lặt, đừng có để phung phí. Thì ngay khi lặt rau đó, chúng ta khởi được cái tâm niệm là đừng phung phí. Rồi ngay chúng ta ăn vậy, nhiều khi mình ăn cái cọn miếng cái mình bỏ đó, cái mình nghĩ lại, người ta không có ăn mà mình có ăn, tại sao mình lại phí. Cứ nghĩ vậy, còn có một chút thôi ráng. Thí dụ vậy, thì khi mình nghĩ được như vậy, cái tự nhiên mình không có phung phí. Rồi hoặc là người vợ của mình chăm sóc cho mình trong việc ăn uống, nhưng hàng ngày mình không có tạo ra những cái niềm vui cho người vợ khi người vợ lo cho mình. Mình toàn là tạo những cái áp lực. Nhiều khi con cái lớn hết rồi, nó ra riêng hết rồi, trong nhà còn có hai ông bà thôi, nhưng mà mình cũng không có chia sẻ cái niềm vui làm cho người vợ thương mình, chăm sóc mình. Mà người vợ phải có niềm vui thì họ mới sống lâu với mình được. Khó dễ quá, tạo áp lực. Rồi thậm chí không có phụ hợ trong công việc nhà, làm cho người phối ngẫu của mình khó chịu, phiền muộn. Nói thì gia đình có chuyện, mà im lặng mà làm thì ấm ức. Nhà có hai người à, mà giờ tôi vừa nấu ăn, tôi phải vừa rửa dọn, tôi phải vừa dọn dẹp, mà chẳng những không giúp tôi thì thôi đi, mà còn bày ra nữa. Bày nhiều quá tôi chịu không nổi, vì vừa phải dọn dẹp, vừa phải nấu ăn. Đã vậy rồi mà còn khó dễ, còn nói những lời khó nghe, thì cái người đó sống ấm ức. Nói thì có chuyện, hai người mà giờ nói ra là coi như gây gỗ. Mà không nói á, thì ấm ức khó chịu. Và lâu ngày cái người đó bị trầm cảm. Bị gì nói không được, để trong lòng thì nó nặng trĩu, nó trầm chìm xuống. Một cảm, một cái sự, một sống mà một cái feelings, một cái cảm nó sống, nó chìm xuống là tình, nó bị trầm cảm. Còn có nhiều người á, họ cái chuyện gì họ cũng quan trọng quá thì họ bị căng thẳng. Thí dụ giờ mình ăn khó khăn thì cái người nấu ăn cho mình sẽ bị căng thẳng lắm. Trời ơi, tôi nấu vậy không biết lát ăn được không nữa. Cho nên mình ăn uống mà có dễ dãi thì làm cho cái người sống xung quanh mình, cái người lo cho mình, họ cũng nhẹ nhàng hơn. Có nhiều khi không dám nói với con, sợ con nó buồn. Nó đi làm cực khổ, vợ chồng nó phải lo cho nhau rồi. Giờ mình chuyện của chồng, chuyện của hai vợ chồng già, đi nói với con nữa, sợ con nó lo, không nói. Mà không nói ra thì cũng không thể nói được với bạn bè. Tại người Việt mình cũng sợ cái gì? Sợ ta biết chuyện nhà, sợ ta cười, vân vân. Mà cũng có gì, không có gì đẹp để nói. Cho nên rồi, cái gì cũng cất, cái gì cũng để trong lòng, thì lâu ngày nó thành ra cái trầm cảm. Cho nên Đức Phật dạy ở trong kinh đó, nếu trong cuộc sống này mà chúng ta có một trong những cái cảm, dĩ nhiên là có gì? Có cảm ơn, có cảm hóa, và trong đó có một cái cảm động. Có cảm động là gì? Mình thấy cái cảnh đó mình biết cảm thông và động lòng. Thấy một xinh chén đi ngang tỉnh bơ, đó là không có cảm động đó. Chứ đâu phải đợi người ta nói chuyện khóc mình mới khóc kêu là cảm động đâu. Mà chúng ta nhìn sự việc, chúng ta cảm nhận được rằng quá nhiều việc, quá nhiều việc, chúng ta phải đi đến cái công việc. Mà khi chúng ta có cảm động như vậy đó, có cảm động đi tới hành động đó, có cảm và đi tới hành động đó, thì tự nhiên mình cảm hóa được người kia. Người kia hồi xưa có ác ý với mình, nhưng mà thấy mình sống có vẻ biết điều quá, thì người ta, mình cảm hóa được người ta. Cho nên cái quan trọng không phải là chúng ta biết nhiều việc, mà chúng ta sống có biết điều. Cho nên một trong những cái cách mà mình giúp đỡ được cho người kia trong cái đời sống của họ, bớt âu lo, bớt sầu não, để họ có được một giấc ngủ ngon,
để họ có được một bữa ăn ngon thì trong đó cũng có mình đóng góp. Cho nên chúng ta thường gọi với nhau là gì? Là chúng sanh. Là chúng ta những người đang sống chung với nhau thì chúng ta phải có cái nâng đỡ, phải có cái trợ duyên, phải có cái giúp đỡ, bằng cách là chúng ta có cảm động, chúng ta có biết tế nhị xung quanh cuộc sống của mình. Mình dễ dãi trong việc ăn uống, nó cũng là một phần khỏe cho mình, mà trước hết là khỏe mình. Để làm chi? Đi tới đâu mình không có phiền, đi tới đâu mình cũng thích ứng được mọi công việc, mọi cái cuộc sống. Mà con người mình á, mỗi ngày là ăn với ngủ, mà ngủ mà không ngon, ngủ mà không yên, mà ăn không ngon nữa là thôi. Cho nên người Việt hay nói ăn được, ngủ được là tiên. Ăn không được, ngủ không được như tiền vứt đi. Có tiền dục rác vậy đó. Giống như cái người mà ăn được, ngủ được thì người nó không có tinh thần. Ngủ được có tinh thần, ngủ đủ có tinh thần. Mà thiệt, bữa nào mình ngủ đủ tinh thần mình nó sảng khoái, làm việc hăng say. Bữa nào mà ngủ không đủ, ngồi đâu rủ đó, ai kêu mình làm gì mình bực bội, mình khó chịu lắm, có phải không? Thật sự ra ai mà không có việc gì mà được đi ngủ đó là hạnh phúc lắm. Còn nhiều khi chỉ có cái khổ là mình muốn ngủ mà không có cơ hội đi ngủ, là vì mình nhiều việc quá. Pháp Hòa nói với mấy thầy hoài, tụi con là bây giờ là được ăn được ngủ là sung sướng nhất. Khi mình ở một cái vai trò, mình ở một cái địa vị nào đó mà cái công việc của mình phải gánh vác nhiều, thì cái chuyện ăn ngủ của mình nó không giống như hồi mình còn nhỏ nữa. Cho khi mình còn được ngủ một cách thoải mái, mình ăn một cái gọi là ngủ vô tư, ăn vô tư và sống vô tư. Là chữ vô tư đây là gì? Không phải là mình thờ ơ. Đây là vô tư là gì? Nhẹ nhàng, thoải mái. Còn cái chuyện mình sống, mình phải có để tâm. Mà thiệt sự khi mình sống, mình có để tâm cho nhau rồi á, thì mình không có sanh những cái muộn phiền với nhau, tự nhiên đời sống nó cũng vô tư. Tại sao? Tại vì mình sống, mình biết lân mẫn với nhau. Cho nên ví dụ như ngày thứ hai cũng vậy. Ở chùa mình có cái lệ là Pháp Hòa nó thôi ngày thứ hai nghỉ ngơi đi. Đại chúng thí dụ bữa nào mình còn thức ăn cũ mang ra hâm lại ăn. Nói chung là ngày nghỉ ngơi đó đại chúng được nghỉ. Thí dụ bây giờ một mình Pháp Hòa phải lo việc thì một người thôi, còn đại chúng ai cũng được nghỉ ngơi để ngày mai quý vị tiếp tục công việc. Tại vì tất cả chúng ta đều chia sẻ công việc với nhau, thì các vị lo những công việc khác trong chùa, Pháp Hòa lo những việc khác, thì ngày nào đại chúng được nghỉ thì quý vị cứ nhẹ nhàng, thoải mái. Ngay cả những cái ngày nghỉ vừa rồi cũng vậy. Pháp Hòa nói cho các thầy lên Tây Thiên chơi với nhau vài ngày cho anh em cho thoải mái. Không, còn mình ở đây sao cũng được, ăn gì cũng được, vì đây là những ngày mình nghỉ ngơi. Thì mình tự nhiên mình làm vậy, cái tự nhiên đại chúng, cái người nấu ăn, cái người lo đó, người ta cũng nhẹ ra, người ta không có bị một cái áp lực là mình có công việc đó mình phải làm. Cho nên ăn ngon, ngủ yên là hai cái mà ngày nào chúng ta gặp nhau chúng ta cũng hỏi hết. Khỏe không? Rồi gì nữa? Khỏe không? Sao khỏe không? Khỏe gì? Khỏe thân, khỏe tâm. Thân tâm mà không khỏe thì ăn uống không ngon, ngủ nghỉ không được. Cho nên ăn không cầu kỳ, ngủ không mộng mị, thức không âu lo, và thở đều đặn. Phật dạy. Cho nên có một cái bài kinh gọi là không sầu muộn. Thì các thầy, các vị cư sĩ lên gặp Phật, hỏi bạch Đức Thế Tôn, tụi con ở ngoài nào là son phấn kem dưỡng da, thuốc bổ đủ thứ hết, ăn ngày cũng ba cử đầy đủ, mà sao tụi con nhìn càng ngày càng già, còn các thầy sao ít có cái đó? Đức Phật nói không phải, các vị cũng bình thường thôi, nhưng mà có điều là cái tâm của các vị không có bận rộn, không có lo lắng nhiều. Vì sao? Quá khứ qua thì không nhớ,
Tương lai chưa tới không trông, hiện tại thì chẳng bám víu. Quá khứ, hiện tại, vị lai. Thí dụ hiện, nhớ kinh người biết sống một mình không? Người nào nghĩ rằng quá khứ ta là như thế, hiện tri thức ta như thế, cảm thọ ta như thế, nghĩ như thế, rồi sống với cái quá khứ, người đó là người không biết sống một mình, người đó sống với quá khứ. Ví dụ như này, hồi trước á, tôi làm boss, rồi lúc nào cũng hồi trước mà cái hiện tại là gì biết không? Là cu ly. Mà không có nhớ cái hiện tại, cứ nhớ cái quá khứ thì sống như quá khứ. Nhưng mà rồi nghĩ tương lai tôi sẽ như vậy, tôi sẽ như thế kia, thì cứ chạy theo cái tương lai. Còn nếu như hiện tại mình được như thế, thì chúng ta biết rằng bây giờ được vậy thôi, đủ rồi. Còn nếu mà chúng ta bám cái hiện tại, tôi mong rằng cái hiện tại này mãi mãi khổ. Cho nên tại vì sao? Tại vì bất cứ một cái giây phút nào chúng ta gọi là hiện tại thì nó tích tắc, nó liền thành quá khứ. Cho nên hiện tại đâu có nắm được. Quá khứ thì qua, hiện tại chưa tới mà hiện, xin lỗi, tương lai thì chưa tới mà quá khứ thì không nắm được. Cho nên ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai đều không thuộc về mình. Có bà già, bà đi bán điểm tâm buổi sáng, thì có một hòa thượng tới đi ngang, kêu bà ơi, bà bán cho tôi một bữa điểm tâm. Theo mình hiểu điểm tâm là ăn sáng, nhưng mà cái nghĩa của chữ điểm tâm là gì? Chỉ vô cái tâm của mình, điểm vào cái tâm đó. Bà hỏi hòa thượng tu hành phải không? Vậy tôi hỏi hòa thượng nghe, tôi hỏi hòa thượng trả lời được, bữa ăn sáng này miễn phí. Tâm quá khứ không thể nắm bắt, tâm hiện tại không thể nắm bắt, tâm vị lai không thể nắm bắt. Vậy hòa thượng muốn điểm tâm nào? Muốn chỉ vô tâm nào? Muốn chính chỏ vào cái tâm nào? Tại vì ba tâm đều không có. Hòa thượng nói được thì tôi free bữa ăn sáng. Tại vì sao? Tại vì trong Kinh Kim Cang dạy gì? Tất cả các pháp hữu vi, không? Nhất thiết hữu vi pháp, tất cả pháp hữu vi. Pháp hữu vi là gì? Pháp hữu vi là cái pháp mà chúng ta có xây dựng nó trong đó. Thí dụ cái bàn này là hữu vi, là tại vì gỗ là do chúng ta bào chế, rồi chúng ta đóng nó. Vậy thì cái bàn này là có mình tạo tác. Mà hễ có cái gì mà có mình tạo tác thì cái này nó không có thật, nó không bền. Đấy, pháp hữu vi nè. Cái chùa này là một pháp hữu vi, tại vì mình xây dựng nên nó. Cho một ngày nào đó nó sẽ hư hoại. Cái thân này cũng là pháp hữu vi, tại vì sở dĩ mình nó còn vậy là tại vì mình tân trang nó mỗi ngày. Sáng là phải rửa mặt, đánh răng, Rồi tắm rửa, nhìn nó trong trẻo, nó sạch sẽ vậy đó. Nhưng mà có mình tạo tác nó. Thì tất cả các pháp hữu vi, nhất thiết hữu vi pháp. Thì cái gì là hữu vi thì nó là gì? Nó là như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như diệt, như điển. Mà ở trong Kinh Bát Nhã đó, hôm nay mình đang tụng Kinh Đại Bát Nhã đó, thì trong Kinh Đại Bát Nhã có đưa ra 10 cái dụ gọi là thập dụ. Thí dụ nè, tất cả các pháp như mộng, như thành càng thác bà. Nhớ không? Càng thác bà thành. Tại sao? Thí dụ như bữa nào mình lái xe đi buổi trưa đó, trời nóng, ở phía trước mình thấy gì? Thấy như có một vũng nước, thấy không? Mình thấy như có lâu đài vậy đó. Nhưng mà tới đó thì không có, đường bình thường không có gì hết đó. Chẳng qua là gì? Do trời nóng, cái nắng nó chói trên cái mặt nhựa đường đó, thì nó lấp lánh những cái hình ảnh nào đó mình thấy. Như càng thác bà thành, như giấc mộng, như người ở trong mộng, thức dậy là không có gì hết á. Mình ngủ mình thấy mình là vua, là gì gì đó. Nhưng mà khi giật mình thức dậy thì mình đang nằm trên giường này, không có gì hết á. Mình chẳng là vua, mình chẳng là gì hết. Như mộng. Trong kinh gọi là thập dụ. Mà những cái hình ảnh đó nó nằm ở trong Kinh Đại Bát Nhã. Tại vì sao? Tại mình phải quán tất cả các tướng nó phải như vậy. Cho nên ăn ngon ngủ yên, sống
có tỉnh thức, và hơi thở chúng ta đều đặn. Quý vị đừng có nghĩ là ô mình là người tu thiền. Thật sự ra người tu là phải có thiền, hay sống nói chung là sống phải có thiền, nghĩa là sống phải có tỉnh thức, có tỉnh lặng. Tỉnh lặng là sao? Tỉnh thức là sao? Chúng ta luôn luôn ý thức rõ rệt chúng ta đang ở lúc thời đại nào, hoàn cảnh nào, để mình có thể thích ứng được môi trường đời sống. Được vậy cái tự nhiên mình ăn nó cũng khỏe hơn, ngủ nó cũng yên hơn. Ví dụ như suốt năm nay đó, nếu nói là lo lắng, lo không? Ai cũng phải lo hết. Vì chính mình lo cho nên bắt đầu mình phải quay trở lại, mình điều đình lại tất cả những cái chi phí, những cái gì trong đời sống của mình. Hay ngược lại, bây giờ tự nhiên thời gian gần đây mình thấy mình không khỏe, mình phải quay trở lại, mình nhìn trở lại mình trong một thời gian qua mình đã ăn uống sống như thế nào. Bây giờ hình như mình không giống ngày xưa nữa rồi, bây giờ phải điều chỉnh lại, điều chỉnh ăn uống lại, điều chỉnh giấc ngủ lại, điều chỉnh việc làm lại, để mình sao mình adapt, mình thích ứng được với cái sức khỏe của mình hiện tại. Cũng giống như mình xếp chánh điện đi. Bữa nay nói có 50 người dự lễ, mỗi bên mình chia ra 25 cái bồ đoàn, thì mình sẽ xếp làm sao nhìn nó đều ra, hết rải ra. Nhưng mà nếu bữa nay còn có 10 người thì thôi bên 5 người ngồi sao cho nó đều. Không thể 20 người dồn cục mà 50 người dồn cục, nhìn nó làm sao nó không có đều. Nhớ mấy bữa trước thầy chỉ cái cách trải khăn bàn. Đó là sao? Chúng ta lúc nào vậy? Nhìn cái khăn bàn chúng ta cũng phải điều nó, ở trong ở ngoài như thế nào đó. Nói chung là đó là cái chuyện làm trong cuộc sống, nhưng mà nó chính là cái bài pháp để đi vào trong đời sống của chúng ta. Ví dụ mình mới một chén cơm, mình liệu coi cơm mình bao nhiêu mà mình lấy thức ăn. Rồi chứ cơm mình thì ít mà mình chan nước tương nhiều thì lát nó quá mặn. Mà mặn cái thế mình mà cũng cái thể mà ăn nhiều quá thì nó khát nước, nó cao máu. Thế thì phải đi bới cơm thêm để nó điều lại cái món ăn, phải không? Chỉ nhiêu đó thôi là tự nhiên mình thấy cuối cùng Phật dạy chúng ta là gì? Quân bình, bình thường là trung đạo, middle path. Cho nên có nhiều vị tới hỏi tổ, lục tổ, thế nào là đạo? Tâm bình thường là đạo. Keep yourself neutral is the path of life. Tại vì mình vui quá, mình buồn quá thì cuộc sống mình nó không có quân bình. Lúc thì quá vui, lúc quá buồn. Mà người không quân bình lâu ngày ta nói gì? Ta không dám nói khùng. Ta nói mình sao? Hơi hơi. Cho nên là vậy. Đức Phật dạy ăn, ngủ, sống, thở. Mà thiệt sự là mình nhìn coi có phải bốn cái này là bốn cái điều mà căn bản nhất không? Không có thở lấy làm gì được, cho nên phải thở. Và thở là có sự sống, mà sống thì phải làm sao? Phải quân bình, phải nhẹ nhàng, phải bình an. Rồi ngày nào cũng ăn, ngày nào cũng ngủ. Cho nên con người mình rốt cuộc á, mình nghĩ rằng á, mình cần tiền, cần nhà lầu, cần đủ thứ. Nhưng mà cuối cùng trở lại á, cái cần nhất của mình rất là đơn giản: ăn ngon, ngủ yên, sống khỏe, thở đều. Có phải không? Bây giờ nếu như anh có bao nhiêu đi nữa mà anh không thở là anh cũng tiêu rồi. Anh có bao nhiêu đi nữa mà anh ăn bây giờ trên bàn đầy giấy để đó, mà trong lòng khổ quá, ăn không ngon, thì coi như cũng dọn xuống, dọn lên rồi lại dọn xuống. Rồi mình lên một cái giường rất là mắc tiền rồi ngủ. Bây giờ thậm chí người ta có bán luôn cả cái giường của người Nhật á, ngủ mà nó massage trong lúc ngủ luôn. Vậy mà mình vẫn không ngủ được. Thì tất cả cuối cùng mình mới thấy rằng cái đơn giản nhất chúng ta cần chính là những cái việc này này.
Cũng giống như hôm mà dịch mới bắt đầu khởi phát vậy đó. Thiên hạ rần rần chạy đi mua gì? Mua gạo, mua nước, mua giấy toilet. Đó. Cuộc sống mình đó, mình lo quá trời quá đất. Nhưng mà cuối cùng khi gặp hữu sự lên đó, cái đầu mình nghĩ gì? Ăn uống, đời rất là đơn giản. Nhưng mà tại sao đời sống thường ngày mình có mấy cái đó mình không thấy nó gì quan trọng hết? Mình cứ đi tìm cái gì đâu đâu đó, nhưng mà đụng chuyện một cái rồi hỏi mình cần gì? Tôi cần sống. Tôi cần sống. Rồi có nhiều người khổ quá nói, tôi chỉ muốn bình thường thôi. Vậy mà khi bình thường mình không thấy nó thường. Mà khi nó bất thường rồi mình mới nói trời, tôi muốn bình thường. Trong cái quyển gọi là Trang Tử Nam Hoa Kinh đó, của Trang Tử, ông có cái câu như thế này: kỳ tẩm bất mộng, kỳ giác vô ưu, kỳ thực bất cam, kỳ tức cam cam. Đó cái câu của ông Trang Tử. Sao gọi là kỳ tẩm bất mộng? Ngủ không mộng mị, kỳ giác vô thức không lo rầu, kỳ thực bất cam ăn đừng chê khen, ăn đừng cầu kỳ. Còn kỳ tức cam cam, lúc thở, thở cho đều. Giống Phật nói không? Phật cũng dạy mình vậy mà. Phật dạy mình nào là kinh bốn loại thức ăn nè. Phật dạy kinh tứ niệm xứ để mình thân thọ tâm pháp. Rồi kinh quán niệm hơi thở nè. Thấy không? Trong thiền gọi là an ban thủ ý đó. An ban đó là phiên âm từ cái chữ phạn. Cho nên Trang Tử nói cũng tương đồng với Phật vậy đó. Kỳ tẩm bất mộng, kỳ giác vô ưu, kỳ thực bất cam, kỳ tức cam cam. Thở càng sâu càng chậm. Cho nên dựa trên điều Phật nói, Pháp Hòa ghi gọn lại thành bốn câu: mong giấc ngủ thật yên, mỗi ngày sống không phiền, uống ăn đều biết vị, thở đều tâm an nhiên. Đó là cái bài kệ Pháp Hòa viết hôm một tay. Mong giấc ngủ thật yên, mỗi ngày sống không phiền, uống ăn đều biết vị, thở đều tâm an nhiên. Sao mình thở đều là tâm mình an nhiên? Hồi nãy Đức Phật cũng dạy trong Kinh Phước Đức phải không? Ai sống được như thế, đi đâu cũng an toàn, tới đâu cũng vững mạnh phước đức của tự thân. Tâm không hề lay chuyển, phiền não hết an nhiên. Chỗ an nhiên của mình là chỗ nào? Khi nào phiền não hết. Nhưng mà mình nói là hết completely, hết sạch trơn trọi, khó ha. Giờ mình nói vậy nè, mỗi ngày thôi. Ta được ngày nào hay ngày đó mà. Mỗi ngày sống không phiền. Mà thiệt sự mình nói, nếu mình nói là trọn đời thì nghe nó lớn quá. Thôi giờ mình nói sao? Mỗi ngày mà không có phiền thì có phải trọn đời không? Nó là trọn đời rồi. Nhưng mà nói trọn đời nghe nó to quá. Mỗi ngày sống không phiền. Giống như mình nói, hỏi chị ăn chay trường không? Dạ không, tôi ăn mỗi ngày. Mà ăn mỗi ngày là ăn gì? Ăn trường rồi. Cũng giống như Pháp Hòa hay chọc nữa. Dạ cháu ăn tháng có 2 ngày à. Ủa sao thầy tôi mà ăn chay tháng có 2 ngày và ăn ngày chẵn với ngày lẻ? Và ngày nào ăn một ngày chẵn ngày lẻ, một tay là lẻ mà hai tay chẵn, ba tay lẻ, bốn tay chẵn, vậy thì ăn mỗi ngày rồi. Rồi nói ăn, tôi ăn trọn đời. Đó là một cách nói. Giống như trong mấy cái bài tán Phật á, thay vì mình nói Đức Phật có 32 tướng tốt phải không, chữ Hán nói gọn vậy nè: tứ bát đoan nghiêm vi diệu tướng. Mình nếu mình đọc dùng nó tứ bát là 48 mà. Ủa sao Phật tới 48 tướng mà tôi nhớ Phật nói trong kinh có 32 à? Tứ là mấy? Là 4. Bát là mấy? 4 lần 8 là nhiêu? 32.
Thay vì nói 32 nói tứ bát. Tứ bát đoan nghiêm vi diệu tướng, tức là Phật có 32 cái tướng tốt vi diệu. Nhưng mà chữ Hán nói vậy đó, tứ bát đoan nghiêm vi diệu tướng, tam kỳ quả mãn kiếp tu lai. Rồi trong kinh Dược Sư cái câu nhị thập nguyện vương tiêu tội cấu, tam thiên hóa Phật giám kiền thành. Có người dịch nhị thập, nhị là nhiêu? Hai. Nhị lục hả? Nhị lục nguyện vương 26. Nhưng mà thật sự là 2 lần 6 là 12. Cho nên phải dịch lại, khi dịch là phải dịch là 12 nguyện vương. Tại vì thay vì nó thập nhị nguyện thì gọi là nhị lục. Nhị lục nguyện vương, nhị lục là 2 nhân cho 6. Cho nên Đức Phật dạy mỗi ngày thở cho đều. Bây giờ mình tập thở đi. Thí dụ quý vị mình thuộc được bài kệ nè: thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, an trú trong hiện tại, giờ phút đẹp tuyệt vời. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, an trú trong hiện tại, giờ phút đẹp tuyệt vời. 4 câu đó là mình được 4 hơi thở. Còn nếu mình làm gọn lại: tĩnh lặng, mỉm cười, hiện tại tuyệt vời. Gồm 4 cái câu kệ, 4 câu đó thành ra những cặp chữ: tĩnh lặng, mỉm cười, hiện tại tuyệt vời. A Di, thở vào, Đà Phật, thở ra. Nếu mình muốn niệm Phật, hay là còn sống, mỉm cười. Mỗi ngày mình trong cái bài mà gọi là cái gì, niệm tâm từ, mỗi ngày cho tôi, mong mỗi ngày tôi được bình an, mọi người được bình an. Ta rải cái tâm từ của mình ra. Mà trước khi rải cho mọi người, mình rải cho mình trước. Tại vì mình có an, mình mới an được người khác. Rồi hôm nay dựa theo những lời Phật, và đồng thời cũng một cái câu của ông Trang Tử nói: ngủ không mộng mị, thức không lo rầu, ăn không cầu kỳ, hơi thở sâu sâu. Thì Pháp Hòa viết lại 4 câu: mong giấc ngủ thật yên, mỗi ngày sống không phiền, uống ăn đều biết vị. Tại có nhiều khi mình thực bất tri kỳ vị, ăn mà không biết mình ăn, thính như bất văn, nghe mà không biết mình nghe. Không, tại vì sao? Tại vì tâm bất tại an. Tâm bất tại an thì thính như bất văn, nghe mà không thấy mình, không biết là mình đã nghe, ăn mà không biết mình đang ăn. Cho nên ăn mà biết mình ăn thì ăn uống, uống ăn đều biết vị, thở đều tâm an nhiên. Hôm nay nhân ngày đầu năm mới thì Pháp Hòa xin mượn đôi điều Phật dạy rất là phổ thông, rất là căn bản, làm quà tặng đại chúng, cũng như nhắc nhở chung cho tất cả chúng ta. Và cuối cùng, cái mà chúng ta cần nhất trong đời sống hàng ngày chỉ là gì? Ăn ngon, ngủ yên, sống khỏe, thở đều. Phải không? Chúc đại chúng năm mới được bình an như lời Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.